Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Chọn ngôi nhà tốt theo phong thủy không có nghĩa rằng bạn vào đó ở sẽ phát tài ngay. Muốn phát tài phụ thuộc vào vận hạn của bạn, phụ thuộc vào cả phước đức. Phước đức từ đâu mà có? Tuổi thọ, sức khỏe, tiền bạc do đâu mà ra? Điều này có thể thấy được trong mệnh của bạn. Tất cả do tạo tác từ đời trước của bạn mà có. Đời này tiền của bạn là do bạn đã tu pháp bố thí. Chọn ngôi nhà tốt theo phong thủy sẽ gia tăng cơ hội sống an ổn, giảm đi hung họa, chỉ gia tăng hoặc giảm, không thể nào hóa giải hoàn toàn vì mọi sự việc phải tuân theo luật nhân quả. Bạn chịu khó thu nạp kiến thức là nhân, bạn nỗ lực trong cuộc sống, làm việc kiếm tiền, có cuộc sống sung túc là quả. Ăn quá no là nhân. Ăn no, cơ thể buồn ngủ, không làm được việc là quả. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Thực nghiệm qua nhiều loại nhà, từ bé đến lớn, từ miền Tây ra miền Bắc. Gia chủ ai ai cũng đáng mến, và có cả bậc thiện tri thức. Bản thân Khải Toàn không phải thầy phong thủy giỏi, đã giúp được nhiều người cải biến vận mệnh là do may mắn. Duyên sinh gặp người có đủ phước huệ. Khải Toàn mời các bạn cùng xem nội dung có gì sai sót, xin mở lòng thông cảm. Vì sao nên sống ở nội thành? Trừ khi bạn dưỡng già, cần nghỉ ngơi hoặc công việc, hoàn toàn không cần đến trung tâm thành phố. Còn lại nên sống ở trung tâm nội thành. Bạn hãy tưởng tượng xem, vào sáng sớm là thời điểm khí dương mạnh, thể lực và tinh lực ở mức cao nhất, mà phải hao tổn nguyên khí để di chuyển khá xa. Khải Toàn ví dụ, mỗi ngày bạn đi làm, bạn sử dụng sức lực dồi dào vào sáng sớm để chạy xe cả giờ đồng hồ mới đến chỗ làm. Mọi sinh lực của bạn có phải đã lãng phí trên xe hay không? Rồi chiều tối khi mệt mỏi, mất thêm một khoảng thời gian mới về được đến nhà. Vì vậy, nếu được lựa chọn, hãy sống khu vực nội thành, không nên sống ở ngoại thành, nơi khá xa công việc của bạn. Đây chỉ là lời khuyên, tùy vào sở thích, nhu cầu riêng của mỗi người khác nhau. Trường hợp khác, một anh gia chủ có ba mẹ nhà ở quận 1, nhưng anh ta vẫn lựa chọn một căn nhà ở khu biệt thự An Điền để sinh sống. Đặc thù công việc không cần phải vào trung tâm mỗi ngày, nếu di chuyển thì từ nơi này không quá xa trung tâm. Nhưng chính nếu anh ta cần một môi trường sống yên lành. Vì thế, nơi nào có nhiều người giàu sống là nơi đáng sống. Người có vận may đi đến đâu, ở đó cũng trở thành mảnh đất lành. Vì thế có câu, đất phước người phước ở, người phước ở đất phước. Hướng nhà phải tránh hung tinh, chủ ý nói về cô thần chủ về kiện tụng thị phi. Thị phi là gì? Thị phi là cỏ rác. Nói lời thị phi là tạo ra rác, nghe lời thị phi là thu rác vào. Nguyên nhân thứ nhất dẫn đến kiện tụng thị phi của mỗi năm là do sao Tam Bích, là phi tinh ngán đường. Ví dụ 2022 sao này ở hướng đông, 2023 ở hướng đông nam của ngôi nhà, 2024 ở tây bắc. Sao Tam Bích thị phi này gặp phải hỏa sẽ hóa giải ngay. Vì thế khi tìm được vị trí của sao Tam Bích của mỗi năm, cần bài trí đồ vật thuộc hỏa để hóa giải. Tuyệt đối không nên có vật thuộc hành mộc. Ví dụ nhiều cây cối, nhiều đồ gỗ, chuồng thỏ mèo và cả giày dép cũ. Nếu bạn vướng vào kiện tụng thị phi trong một thời gian dài, nên treo một bóng đèn nhỏ màu đỏ là được. Ban đêm nhớ bật đèn. Khả năng thứ hai dẫn đến kiện tụng thị phi là vô tình thúc đẩy một vị tinh tú được gọi là vong thần. Vị tinh tú này vượng nhất vào các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Để tìm ra hướng nhà, nên kết hợp tuổi cầm tinh của nam hay nữ gia chủ là có thể tránh được kiện tụng thị phi. Các bạn có thể nhìn vào đồ hình, ví dụ người tuổi Dần, Ngọ, Tuất
Kỵ nhà ở hướng Tỵ, tầm 142 cho đến 158 độ Đông Nam. Nếu 3 tuổi này ở nhà có cửa ở các hướng này sẽ phạm phải kiện tụng thị phi. Tương tự các tuổi còn lại. Thị là tốt, phi là xấu, nói nhiều miệng chẳng thơm tho, người cũng trở nên hèn. Nếu bạn vướng vào thị phi, Khải Toàn chân thành khuyên hãy tu pháp nhẫn nhịn. Mắng nhiều miệng chẳng thơm tho, quả thật như vậy. Nếu trước đây dính vào thị phi, rất dễ bị lôi kéo vào vở diễn của người khác, rồi hùng hồn lao vào khẩu chiến với tất cả những người mình không hề hay biết, mình không quen biết trên mạng xã hội. Thế là vô tình đắc tội với nhiều người mà không hay. Sau này nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật hồ đồ và hối hận. Vì vậy, lùi một bước biển rộng trời cao. Ăn ngon, mặc đẹp, tại sao không lựa chọn lời hay ý đẹp? Muốn có phong thủy tốt, trước tiên phải quan sát môi trường lớn, tức là xem thành phố, khu vực, quận huyện nơi bạn dự định ở. Bất cứ một ngôi nhà lớn dù bé cỡ nào sẽ bị ảnh hưởng bởi của vùng miền, của thành phố hay cả khu vực đó. Bạn nói nhà bạn đẹp, nhà bạn tốt, nhưng khu vực bạn sinh sống không an ninh hay ngập lụt thì khả năng nhà bạn không thể nào hoàn toàn tốt được. Mỗi ngôi nhà, mỗi gian phòng trong nhà chỉ thuộc một vũ trụ nhỏ trong một không gian lớn. Nạp được khí của một căn phòng nhỏ, sức nạp tài của nó rất là ít. Muốn tìm được một ngôi nhà tốt, chú ý đến khu vực, dân trí, tiện ích chung, rồi mới chú ý đến công viên, bệnh viện, khu trung tâm thương mại. Có một nguyên lý đa số đồng tình, nơi nào có nhiều người giàu sống là nơi đáng sống. Khải Toàn mỗi khi lựa chọn giúp gia chủ một ngôi nhà tốt, đầu tiên là yếu tố khu vực, thứ hai là cách cục ngôi nhà nên vuông vắng, quang cảnh bên ngoài nên ưa nhìn. Một anh gia chủ ở quận 7 trong khu biệt thự Nam Viên Phú Mỹ Hưng là một ví dụ hoàn chỉnh. Khu vực an ninh và dân trí cao, nhà 7x20m vuông vắng, quang cảnh bên ngoài đẹp không phải bàn. Vì nhà liên kề rất đẹp, đường lớn hai làn ô tô. Đây là một ví dụ chuẩn mực về khu vực, cách cục và quang cảnh bên ngoài. Tìm thấy một ngôi nhà rồi sớm an cư lập nghiệp. Có thể nhận thấy muốn có được một ngôi nhà theo phong thủy tốt hoàn toàn không hề đơn giản. Nếu đủ duyên do thầy phong thủy phụ trách xem từ đầu đến cuối, thu nạp được sự trợ vận của ngôi nhà, điều này vô cùng quan trọng. Bản thân Khải Toàn thường từ chối 8 trên 10 trường hợp để cùng gia chủ đi xem ngôi nhà lựa chọn để mua. Vì theo góc nhìn của Khải Toàn, rất khó chọn được một mảnh đất hay một ngôi nhà hoàn mỹ. Có một lý do khác, ngôi nhà cũng là một cơ duyên trong cuộc đời của mỗi người. Vì nhà chọn người hơn là người chọn nhà. Khải Toàn thường đi xem phong thủy nhà, nhất là căn hộ, những tầng càng cao thay đổi khó và chậm hơn tầng thấp hơn. Thông thường tầng cao giá cao hơn, tâm lý cho rằng ít bụi ít ồn. Lại có người cho rằng tầng cao quá không tốt, thang cứu hộ không tới. Ý nào cũng đúng, vì lựa chọn nào cũng có hơn thiệt. Các bạn nên biết, càng thấp nạp được khí đất, không nạp được khí trời. Phong thủy căn hộ ứng nghiệm không cao như nhà phố. Vì nhà phố đón khí từ cửa chính, căn hộ ảnh hưởng của cả tòa nhà, rồi đến cửa ban công, cửa chính. Vì vậy tầng thấp tốt hơn tầng cao, về phong thủy chỉ là hơn một tí. Trước năm 2024 là vận 8, từ năm 2024 trở đi là vận 9. Trong vận 8, tầng 1, 2, 3 được xem là tốt. Trong vận 8, tầng 1, 2, 3 được xem là tốt. Tương tự, tầng 10, tầng 11, 12, 19, 20, 21. Các tầng này tương ứng với các sao
891, bát bạch cửu tử nhất bạch. Qua vận chính, các tầng tốt sẽ là 125, 10, 11, 14. Các bạn có thể nhìn vào độ hình. Về số của tầng lầu, ta lấy số cuối để luận tính. Ví dụ 16 thuộc hướng bắc, ngũ hành là thủy, hoặc là 11, 16. Ví dụ mệnh của bạn sinh mùa hè thiếu thủy, tầng phù hợp tầng 1 hoặc tầng 6. Về số nhà cũng theo phương pháp nhà mệnh tính cho gia chủ. Gia chủ sinh mùa xuân thiếu kim, mùa hè thiếu thủy, mùa thu thiếu mộc, mùa đông thiếu hỏa. Ta lấy 12 đốt ngón tay tượng trưng cho 12 con giáp rồi lặp lại. Ví dụ 13 sẽ trở về 1. Ví dụ nhà số 4 tương ứng với Mão, Mão thuộc mộc. Nhà số 32, 32 trừ 24 còn 8, 8 tương ứng với Mùi thuộc thổ hỏa. Các bạn có thể xem thêm bài luận về cách cục chọn nhà căn hộ để có thêm kiến thức. Như thế nào là nhà kiểu mẫu? Tức theo một hình mẫu chuẩn, không phạm hình sát và có nhiều cơ hội thu nạp tài lộc. Khải toàn gớm gọn, cửa không đối xung, nhà vuông vắng, quan cảnh bên ngoài ưa nhìn và nên biết ai đã sống ở đó trước đây. Cửa nhà không nên đối diện với nhau, sẽ có một nhà thịnh một nhà suy, nhất là hai căn nhà cửa đối với nhau ở khoảng cách khá gần. Không nên chọn nhà càng vào càng hẹp, không tích tụ được khí, sẽ ảnh hưởng đến vận khí và sự độ lượng của những người sống trong nhà. Nếu bên ngoài và bên trong độ hẹp không đáng kể thì không sao. Nhà nhọn hoặc trên mảnh đất hình tam giác là không tốt, ảnh hưởng đến thần kinh. Cuối cùng, nếu mua lại căn nhà cần biết ai đã sống ở đó. Vì sao phải cần biết? Giả dụ gia đình chủ cũ sống lâu lưu lại khí trường tiêu cực, bạn phải mất một thời gian mới có thể hóa hết khí ấy. Việc này giống như bạn mặc một chiếc áo đầy ám mùi. Ngoài ra, một ngôi nhà vừa có người mất không lâu trước đó không phải là ngôi nhà tốt. Nhưng ngôi nhà không may bị cháy được xem là ngôi nhà tốt vì hỏa hóa sát mọi sát khí trước đó. Nhà mua hoặc thuê lại không nên dùng đồ cũ của gia chủ, nhất là nhà đã có người mất. Đồ cũ ít nhiều đã ám khí, nhất là giường, tủ hoặc máy lạnh. Nếu người ấy có vận không tốt, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến bạn. Còn nếu dùng đồ của người quá cố lại càng tai hại. Anh gia chủ của Khải Toàn có hơn 10 chi nhánh hớt tóc. Anh ta kể rằng một chi nhánh ở Tân Bình, chủ nhà căn dặn kỹ càng không được lấy đồ vật trong phòng trên lầu số 2. Một hôm có cô nhân viên lên nghỉ trưa xem vài quyển tạp chí cũ mang về nhà. Từ sau đó mấy hôm luôn có tiếng động phát ra từ tầng 2. Mỗi khi lên kiểm tra thì hoàn toàn không thấy ai cả. Hỏi ra mới biết tầng 2 và các loại đồ vật ấy của một ông cụ vừa mất cách đây không lâu. Vì vậy không nên dùng đồ cũ của người mình không rõ, nên biết ai đã sống trước đó. Và nhà kiểu mẫu là điều cơ bản khi lựa chọn để sống. Độc mộc là trạng thái nói về một cây to duy nhất trước nhà, rất cô độc. Đây không phải là phong thủy tốt. Cửa chính đối diện với một cây lớn được gọi là đỉnh tâm sát, cũng không phải là phong thủy tốt. Khi bạn đứng từ trong nhà nhìn ra từ cửa chính, thấy bên tay trái có một cây được gọi là cây thanh long, được xem là cây phù hộ cho ngôi nhà này, đại diện cho có quý nhân cho nam giới. Nếu cây lớn nằm bên tay phải, bên tay trái lại không có cây nào thì cây bên phải được gọi là cây bạch hổ. Về phong thủy, cây bạch hổ đại diện cho người âm vào nhà,
hoặc nữ giới nắm quyền. Có đào hoa, nữ giới thường quấy rầy. Cho dù bản thân gia chủ cần mộc cũng không phải là điều lành. Nếu không thể dời đi hoặc không thể chặt cây, có thể dùng mực đỏ vẽ 9 vòng tròn lên cây là có thể hóa giải phần nào được hung sát của cái cây này, tức là lấy hỏa tiết hao mộc. Một gia chủ ở bang Kali, nhà có cây to nhưng ở cung vị xấu, dù có thể chặt được bỏ nhưng gia chủ rất yêu quý cây này. Để hóa giải không cần vẽ sơn đỏ, còn một mẹo khác, dùng dây xích làm bằng sắt quấn quanh cây cũng có thể giảm nhẹ được sức sát thương. Khải Toàn ví dụ những ai sinh mùa thu hoặc mùa đông thường thiếu mộc, phù hợp nhà ở có nhiều cây xanh hoặc nuôi mèo. Ngược lại, ai sinh mùa xuân đa phần kỵ mộc thì không nên. Thủy là tài, nhưng thủy này phải là nước sạch có chuyển động. Dòng nước ô nhiễm là một loại phong thủy xấu, phát sinh bệnh truyền nhiễm. Có thể bài trí đồ thủ công mỹ nghệ, hình con gà hoặc chân gà hướng về phía này có thể phần nào hóa giải được. Dòng nước ô nhiễm còn được gọi là ngô công sát, tốt nhất nên xử lý. Khi mở cửa sổ thấy nhà vệ sinh của hàng xóm, nhìn sang nhà đối diện thấy rãnh nước ô nhiễm từ nhà vệ sinh của hàng xóm đối diện chảy qua cũng tương tự. Những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, cảm nhận được đều là sát khí. Khí khuẩn khó chịu đều là phong thủy xấu, vì đầu tiên là tâm lý khó chịu. Để vượng tài thì hồ cá trong nhà là hiệu quả nhất, đặt sai thì hao tài. Một lần đi xem phong thủy nhà ở miền Tây, anh gia chủ bảo từ khi đặt hồ cá ở phòng khách, công việc cứ sao sao ấy. Sau khi lập quẻ, Khải Toàn giải thích đơn giản nơi này là nơi kỵ nước, kỵ thủy, có ảnh hưởng ít nhiều đến vận trình gia chủ. Anh dời qua tầm 1 mét, mọi chuyện sẽ khác trong thời gian ngắn. Nếu nhà bạn có hồ cá, hồ thủy sinh, chưa chắc đã đặt đúng hay sai thế nào. Điều cần làm là giữ cho nước sạch sẽ, giữ cho nước trong sạch. Vì bất cứ vật gì dơ bẩn đều là phong thủy xấu. Đối diện tòa nhà cũng có thể là xung sát. Ngôi nhà đối diện hoặc tòa nhà trước mặt có gương, vật kim loại, khi phản xạ ánh nắng chiếu thẳng vào nhà bạn được xem là sát. Về nhà trong hẻm, nếu ở hẻm quá nhỏ sẽ khó phát tài. Nhìn từ cửa sổ hoặc ban công ra thấy tòa nhà cao lớn đối diện ở quá gần, buổi sáng ánh nắng mặt trời xuất hiện một góc nhọn từ hướng đông chiếu qua nhà bạn. Khi mặt trời lặn, góc nhọn ở hướng tây phản chiếu chiếu vào nhà bạn tiếp tục. Gặp phải ngôi nhà có góc nhọn ám xạ đều được xem là hung. Khải Toàn ví dụ từ ban công nhìn ra không bị phản xạ bởi ánh nắng từ nơi khác vào. Nếu ánh nắng trực tiếp thì không sao. Vậy làm thế nào để hóa giải? Để hóa giải góc nhọn ám xạ, đầu tiên là lắp rèm dày, có thể đặt vào một viên đá hoặc là một lệnh bài bằng đồng thái sơn thạch cảm đương. Vào phương vị này có thể giảm đi tính hung của nó. Điều này chỉ có thể giảm, hoàn toàn không thể hóa sát sạch. Khi bạn đặt vật hóa sát, có thể chọn ngày long hổ. Vì vậy, tầm nhìn trước mặt của một ngôi nhà là vô cùng quan trọng. Mỗi ngày bước ra thấy gì sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của bạn. Thấy công viên là tận hưởng thiên nhiên. Thấy anh hàng xóm dễ mến, cô hàng xóm tốt bụng, nở nụ cười với bạn cũng khiến bạn vui tươi. Ngược lại, tầm nhìn bí bách là điều tối kỵ. Ví dụ nhà trong hẻm, nhưng hẻm có diện tích quá bé, tầm 2-3 mét. Mỗi ngày ra đường, bạn chịu sự bí bách của bức tường nhà hàng xóm. Nhà ở kiểu này khó lòng phát đạt. Thế nào là ngõ cụt? Ngõ cụt tức là ngõ chết, là đường cùng.
khi nhà bạn ở cuối con hẻm, không có con đường nào khác để ra, thì đó là nhà ngõ cụt, khó lòng phát tài. Ở một cách cục khác, bốn mặt là đường, đường vòng quanh nhà nhất định không phải các lợi, tai họa không thể nào chống đỡ. Hoặc là hai bên nhà đều có đường, chỉ phù hợp kinh doanh, khá tai hại khi sống ở đây, làm việc gì cũng khó thành công, có thể gặp phải đạo tặc hao tiền và thường vướng vào thị phi. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ là nói về trái phải nên cân xứng. Bạn được bảo hộ bởi trái và phải. Chu Tước Huyền Vũ là nói về trước sau, lưng nên có điểm tựa, phía trước nên thông thoáng. Đây là cách cục hình thể đẹp nhất trong phong thủy từ xa xưa. Không riêng gì Khải Toàn, hầu hết các thầy phong thủy đều nắm khẩu quyết cơ bản này. Tương tự, bạn ngồi làm việc, trái phải nên cân xứng, hoặc bên trái có thể cao hơn, có đồ, có tủ cao, cao hơn bên phải. Lưng có điểm tựa vững chắc, tầm nhìn trước mặt nên thông thoáng và dễ chịu. Nhà không thể có góc khuyết. Nhà tốt phải là ngôi nhà vuông vắn, hình vuông hoặc hình chữ nhật, không bị lõm góc. Nhiều người khoe rằng nhà tôi nở hậu. Thật ra họ bị nhầm, nhà họ hình chữ L, tức bị mất một phần của góc nhà. Một gia đình muốn thật sự hạnh phúc nên tìm ngôi nhà vuông vắn. Vì vậy, nhất định không mua căn nhà bị khuyết góc. Ắt sẽ ứng nghiệm việc di dời, nhiều biến động cho gia đạo. Thời nay, Khải Toàn thường xuyên đi xem phong thủy nhà, nhất là căn hộ. 6 trên 10 nhà luôn bị khuyết góc, tức là không vuông vắn. Khi nhà khuyết góc, ảnh hưởng đến thành viên tương ứng với góc đó theo đồ hình hậu thiên bát quái. Đại kỵ một ngôi nhà khuyết Tây Bắc hoặc Tây Nam. Khuyết Tây Bắc đại diện cho người cha thường xuyên không về nhà, thậm chí vận trình kém. Ngôi nhà khuyết góc Tây Nam ứng nghiệm với nữ gia chủ, người này dễ có bệnh, vận không tốt. Ngôi nhà khuyết góc Đông đại diện ảnh hưởng đến con trai lớn hoặc khó có con trai. Các bạn nhìn vào đồ hình này, mỗi thành viên đại diện cho một phương vị. Khi ở ngôi nhà thiếu góc, chúng ta có thể dùng tranh hoặc linh vật tương ứng với ngũ hành để trấn. Điều này giảm đi hung sát, giảm đi vài phần không thể hóa giải hoàn toàn. Ví dụ khuyết góc Đông có thể đặt vật thuộc mộc như tranh ảnh về hoa, tranh mèo. Một lần đi xem căn hộ Him Lam ở quận 6, cô gia chủ ngoài 60, Khải Toàn dành gần 2 giờ đồng hồ để nghe cô tâm sự về người con lớn tuổi đi mất. Đi vài tháng không một lời nhắn, cô rất lo lắng. Ngôi nhà này bị lõm góc Tây Bắc. Phương vị Tây Bắc đại diện cho cha, đại diện cho người đứng đầu công ty và cả con trai lớn. Giả dụ bạn ở một ngôi nhà thiếu góc, một ngôi nhà xuất quái hay một ngôi nhà có phong thủy xấu mà chưa thể dọn đi, thì phải làm sao? Vâng, phải cố chấp nhận thôi. Chẳng có thần Phật chú trời nào giang tay cứu giúp bạn cả. Nếu bạn tín nguyện họ sống thiện lành thì thần Phật chú trời ban cho bạn sức mạnh tâm thức, nhưng họ không thể nhấc bạn từ chỗ này, từ vũng lầy sang một đồng cỏ đầy hoa thơm được. Những bậc thánh nhân, họ trải qua trăm ngàn kiếp nạn tu luyện có được đức hạnh, làm gì có chuyện vì lòng thương, vì vài món xính lễ mà xóa hết nghiệp tội giúp bạn. Hoàn toàn là mê tín. Hành lang đối diện với cửa chính sẽ phạm thương sát. Khí vào vừa vừa và ra ít. Mạnh quá là sát, ít quá thì không luân chuyển. Dòng khí chảy thẳng, chủ sẽ vô tình. Hãy hóa giải nếu phạm cách cục này. Khi cửa chính đối diện một con đường, đối diện con hẻm không phải là phong thủy tốt. Cần quan sát xem luồng khí mạnh yếu ra sao và lượng người, lượng xe di chuyển như thế nào. Hãy thử tưởng tượng bạn bật một chiếc quạt
bật hết cỡ, đưa sát mặt mình vào, trong nhiều giờ sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu cửa chính đối diện hành lang dài, khi mở cửa chính, một luồng khí từ ngoài xông thẳng vào nhà bạn, có nghĩa là nhà này đã phạm sát, phong thủy gọi là thương sát. Nếu nhà bạn nằm ở cuối hành lang, hành lang đâm thẳng vào cửa chính là phong thủy xấu, dòng khí chảy thẳng, chủ sẽ vô tình. Bạn có thể đặt một tấm bình phong trước cửa chính. Nếu cửa chính đối diện hành lang không phải là một đường thẳng mà là một đường zig zag quanh co thì không phải đặt bình phong. Thương sát làm chủ trở nên vô tình và có thể rơi vào cảnh nguy nan. Đặc biệt khi phi tinh lưu niên, nhất bạch hoặc lục bạch bay vào cùng một cung dẫn đến cách cục giao kiếm sát. Khải Toàn khuyến nghị các bạn tự ngẫm lại chính ngôi nhà của mình có phải luồng khí vào từ từ đi theo hình chữ Z rồi ra từ từ là đạt yếu tố tàn phong tụ khí. Bị hai cánh cửa thang máy đại diện cho hai lưỡi dao kim loại liên tục đóng mở, hiện tượng này gọi là liêm đao sát. Cửa đối diện thang máy sẽ ảnh hưởng từ sát khí này. Có một lý do tế nhị khác, dễ có người nhìn thẳng vào nhà bạn, cảm giác không dễ chịu. Ánh sáng trong phong thủy. Người sinh mùa đông thường thiếu hỏa nên chọn nhà có nhiều ánh nắng, nhưng phải là ánh nắng buổi sáng, vì nắng chiều rất hại, vì thế nhà hướng Tây đa phần rẻ hơn. Gia chủ Khải Toàn, không hiếm các vị làm về bất động sản, và chính bạn có thể tự thăm dò khi mua căn hộ. Những căn hộ có ban công hướng Tây luôn rẻ hơn, những căn hộ đối diện thang máy cũng rẻ hơn, tất cả đều có lý do. Ánh sáng mạnh ở hướng Tây thường không tốt vì nó khá khó chịu. Gặp phải tình cảnh này nên dùng rèm màu sáng và thật dày để giảm đi sức nóng. Phật giáo dùng thế giới phương Tây cực lạc để nói về thế giới bên kia, thế giới an nghỉ, thế giới của người chết được phiếm chỉ ở phương Tây. Ngôi nhà có ánh nắng từ chính Tây chiếu thẳng vào nhà chính là ngôi nhà không tốt. Khi mặt trời lặn cũng là lúc mang theo khí trường tâm tối. Ánh nắng này không như ánh nắng buổi sáng, không thể nào sản sinh ra vạn vật. Con người từ lúc sinh ra đến lúc về già, đó là quá trình tuần hoàn quay trở lại trạng thái của sự tĩnh lặng. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, mọi hình thế đều có thể hóa giải nếu bạn là người sống thiện lành. Nếu thường xuyên làm việc buổi tối, người cần kim thủy nên dùng ánh sáng đèn trắng, người cần mộc hỏa có thể dùng ánh sáng của đèn vàng. Cuối cùng, nếu nhà bạn có phòng ở hướng Tây nên dành cho người già hoặc trẻ em khó ngủ. Âm thanh trong phong thủy. Tiếng ồn là sát, tiếng động lặp đi lặp lại cũng là sát, ảnh hưởng lớn đến tinh thần của bạn. Âm thanh hay tiếng động lớn nhỏ thường xuyên gây ảnh hưởng đến môi trường sống của bạn, gọi là thanh sát. Phong thủy tốt xấu phụ thuộc vào âm thanh mà ngôi nhà bạn thường xuyên nghe. Những khu nhà giàu thường hiếm khi có hiện tượng này và rất yên tĩnh. Không gian sống chất lượng sẽ không có tiếng ồn khó chịu. Tiếng ồn được phát ra từ tiếng hàng xóm, tiếng nước chảy, tiếng xe cộ, tiếng máy giặt, tiếng tủ lạnh, máy lạnh và đặc biệt là tiếng loa của hàng rong. Bản thân Khải Toàn là người dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, nhưng đa phần các nơi ở đều ảnh hưởng, nên phải cố gắng làm quen. Khi ta khó chịu, tâm ta sẽ bất an, không còn khoảng trống cho an lạc. Loại thanh sát khó chịu nhất nhưng không thể loại bỏ trừ khi bạn dời nhà đi nơi khác sống, đó chính là tiếng ồn từ hàng xóm. Không may ở nơi gần các vị hàng xóm quá ồn ào, thường xuyên lớn tiếng, thường xuyên hát karaoke hoặc mở nhạc quá to là một điều vô cùng khó chịu. Rơi vào hoàn cảnh này, đầu tiên
là xử lý cách âm ngôi nhà của bạn. Tiếp theo là nhẫn nại, góp ý nhỏ nhẹ với hàng xóm của mình. Hàng xóm khó chịu thì ta chịu khó. Ngoài ra, không có vật phẩm hay cách nào có thể hóa giải loại sát khí từ tiếng ồn này cả. Nếu bạn sinh mùa xuân hè cần kim thì mỗi sáng gõ vào chiếc chuông đồng. Nếu sinh mùa thu đông cần mộc hỏa thì mỗi sáng gõ vào chiếc mỏ mộc. Vì tiếng chuông đồng, tiếng chuông của nhà thờ là thuộc kim, tiếng của mỏ thuộc mộc. Tốt nhất nên sống trong môi trường yên tĩnh khi nghỉ ngơi và sống chan hòa với hàng xóm láng giềng. Cửa chính đối diện thang máy. Liêm đao sát là sát khí tương đối hung, giống như lưỡi liềm cắt xuống. Khi cửa chính nhà bạn đối diện với thang máy, thang máy đóng mở tạo thành sát khí cho những người sống trong nhà. Đây gọi là cách cục liêm đao sát. Khải Toàn khuyến nghị cho trường hợp này, đầu tiên dùng bình phong hoặc một tủ cao chắn lại. Tức khi bạn mở cửa vào nhà sẽ thấy có một vật cao lớn chắn khí từ bên ngoài vào. Bạn có thể treo thêm một kim bài bằng đồng Thái Sơn Thạch Cảm Đương hoặc là kim bài Thiên Quang Tứ Phước. Các kim bài này nên được khai quang sái tịnh. Có những trường hợp hiếm hoi không kỵ khi ở nhà loại này. Nếu sinh thần bát tự của gia chủ cần canh kim thì đối diện với thang máy không được xem là hung, vì thang máy được làm từ kim loại, có thể bổ sung cho người cần canh kim, rất phù hợp cho gia chủ có dụng thần cần kim. Ngoài bác sĩ, thợ may cắt tóc làm về nghề dao kéo. Còn lại không nên ở nhà đối diện thang máy. Không nên ở gần nghĩa trang. Từ xa xưa, con người tách rời giữa âm trạch và dương trạch nhằm mang lại cuộc sống an ổn. Những ai sống gần nghĩa trang thường xuyên không tốt. Nghĩa trang là đất của người đã mất, nơi linh giới tồn tại. Không ai cảm thấy thoải mái khi nhìn từ cửa sổ nhà mình ra là hàng dài nghĩa trang, hàng dài những ngôi mộ, nhất là vào buổi tối. Xét từ góc độ phong thủy, Khải Toàn không khuyến nghị sống gần nghĩa trang, trừ khi người nào đó hành nghề bất chính hoặc làm việc trong nhà tang lễ. Vì tâm lý con người là một loại phong thủy, khi bạn vui vẻ sinh khởi nhiều ý tưởng, khi bạn mụ mị hành động thiếu sáng suốt. Nếu ngày ngày đều nhìn thấy hoặc ngày ngày đi ngang qua khu mộ thì ít nhiều tâm lý đều bị ảnh hưởng, có phần bất an. Vì thế những ngôi nhà gần nghĩa trang đều không được xem là tốt, không nên ở. Hàng xóm ảnh hưởng đến nhà bạn như thế nào? Nhà trước mặt, nhà bên trái, nhà bên phải là hàng xóm ảnh hưởng lớn nhất, ảnh hưởng đến ngôi nhà bạn. Nếu nhà đối diện quá xa thì ảnh hưởng giảm đáng kể, chỉ ảnh hưởng về hình thể. Hàng xóm có thể ảnh hưởng đến vận trình của bạn. Ví dụ, trước mặt của bạn là một ngôi nhà kinh doanh quần áo, cây cảnh, hoa, màu xanh lá là thuộc mộc. Nếu bảng hiệu màu đỏ liên quan đến hỏa là thuộc hỏa. Lúc này bạn xem lại sinh thần bát tự của mình, khuyết gì sẽ là điểm cộng hay điểm trừ, mỗi ngày phải nhìn thấy. Khải Toàn ví dụ, bạn sinh mùa xuân hè cần kim thủy, nhà đối diện có màu trắng xám xanh dương, kinh doanh cá cảnh kim loại hoặc gần nhà thờ được xem là tốt. Còn hai nhà bên cạnh nếu có ảnh hưởng đến thanh sát, họ có ồn ào hay dễ chịu. Vì vậy, thời điểm dọn về khu phố này rất là quan trọng. Nếu có cơ hội, hãy gửi lời chào đến hàng xóm láng giềng. Ngôi nhà hàng xóm là nhân duyên. Thiện duyên, nghịch duyên còn tùy thuộc vào cách nhìn mỗi người. Và chắc chắn chúng ta không thể nào chọn được hàng xóm theo ý của mình. Bạn dễ chịu, hàng xóm dễ mến. Nếu hàng xóm khó chịu thì bạn chịu khó. Đó là cách hóa giải tốt nhất khi ở khu vực không tốt, không cần dùng vật phẩm phong thủy nào cả.
nghĩ thiện là nghĩ như thế nào? Làm sao mà nhịn được hàng xóm khó ưa? Tất cả người làm ta khó chịu là do ta nợ họ đời trước. Tâm khởi ý thiện, lời nói dễ nghe, gương mặt dễ mến. Bạn không tin, hãy thử soi gương vào lúc giận dữ và lúc vui vẻ xem, sẽ biết vì sao nên nghĩ thiện. Nếu bạn sân si với họ thì oán chồng oán. Sự khó chịu với hàng xóm sẽ khiến tinh thần của bạn tù túng, mất đi sự an lạc trong chính ngôi nhà của mình. Và tâm trạng của bạn có thể ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình của mình. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hãy thử tưởng tượng, sau lưng có tường, khi ngồi cảm giác tựa vững chãi. Trái phải được bao bọc an toàn, trước mặt thông thoáng. Khi ngồi, khi nằm được như vậy cảm giác an ổn. Vì vậy, đầu tiên là khu vực, tiếp theo quang cảnh bên ngoài của ngôi nhà là quan trọng nhất. Phía trước nên thông thoáng, không có các vật thể hoặc kiến trúc nhọn xông thẳng vào nhà. Giả dụ đối diện nhà mình có một hình thù kỳ quái, có chù miếu, cảm giác sẽ bất an. Bên Thanh Long phải bằng hoặc cao hơn bên Bạch Hổ. Thanh Long bên trái, Bạch Hổ bên phải. Tức từ trong nhà nhìn ra, nhà hàng xóm bên tay trái bằng hoặc cao hơn nhà hàng xóm bên tay phải được xem là tốt. Tương tự, việc bạn ngồi làm việc, nằm ngủ, tất cả bên tay trái nên cao hơn hoặc bằng bên tay phải. Tốt nhất hai bên nên bằng nhau. Nhà của ta nên bằng hoặc cao hơn hai nhà hàng xóm. Khải Toàn khi đi xem phong thủy nhà thường đứng bên ngoài nhà quan sát khá lâu rồi mới vào nhà. Khi quan sát bên ngoài, nắm bắt được vận trình của ngôi nhà này vài năm trước lẫn vài năm sau, biết được nam hay nữ cầm quyền. Với những người phụ nữ khá mạnh mẽ, dù đi bất cứ nơi nào, ngôi nhà hàng xóm bên tay trái cũng thấp hơn ngôi nhà bên tay phải. Nếu đứng từ ngoài nhìn vào thì ngược lại, nhà hàng xóm bên tay phải sẽ cao hơn nhà hàng xóm bên tay trái. Đây là quẻ nữ quyền, hoặc người nam thiếu quyết đoán. Dù cách cục ngôi nhà bạn ra sao, bạn sống chân thiện tự khắc, sau một thời gian nơi này sẽ trở thành mảnh đất tốt, ứng với câu người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Phạm sức quái là ngôi nhà hung. Đứng giữa chiều ngang ngôi nhà, dùng la bàn trên điện thoại, tránh xa vật nhiều sắt thép, vật nhiều kim loại nhằm tránh nhiễu loạn. Canh ngay ngắn điện thoại của bạn, mặt hướng thẳng ra đường, ta sẽ có tọa độ ngôi nhà. Xuất quái hay đại không vong được gọi là gì? Nói dễ hiểu là tọa độ nằm cứng giữa hai hướng lớn. Trong la bàn có tổng cộng 8 hướng lớn và 24 hướng nhỏ. Khi xác định tọa độ gần phạm vi này có thể rơi vào xuất quái. Đây là mảnh đất nhiều tạp khí, khó lòng an ổn. Ví dụ 202 độ cấn giữa hướng nam và tây nam, hoặc 248 độ cấn giữa tây nam và hướng tây. Các bạn có thể xem đồ hình này. Có lần đi xem một ngôi nhà ở quận Tân Phú, anh gia chủ vừa đặt cọc. Ngôi nhà 3 tầng, có sẵn nội thất đầy đủ. Khải Toàn phát hiện đây là ngôi nhà phạm xuất quái. Hỏi lại chủ nhà trước, không ai ở được lâu. Gặp tình cảnh này, Khải Toàn luôn xin phép từ chối. Một trường hợp khác ở quận Tân Bình. Trong một con hẻm đa phần đạo Công giáo, khu vực vô cùng yên tĩnh, một gia đình tầm 6 người ở trong một ngôi nhà xuất quái 248 độ. Nhà to, nhà đẹp, nhà khá giả, nhưng không hiểu sao người lớn trong nhà hay tranh cãi lẫn nhau, trẻ nhỏ thường xuyên bệnh vặt. Hiểu đơn giản, từ trường mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều khác nhau. Một căn nhà nhỏ chịu sự ảnh hưởng bởi cả khu vực. Mỗi căn nhà nhỏ lại có từ trường riêng của nó. Tọa độ tốt cho ra lực hút tốt hoặc là chung. Trường hợp xuất quái là do hai hướng lớn nhiễu loạn lên một khu vực nào đó. Đã nhiễu loạn thì không thể an ổn.
Những ngôi nhà xuất quái hay đại không vong gây nhiễu loạn tinh thần cho những người sống trong nhà, khiến tinh thần trở nên điên dại. Người vốn nóng tính vào đây càng dễ hung họa. Trên lý thuyết, nhà phạm xuất quái vẫn có thể hóa giải được. Những người sống trong nhà đủ phước duyên, tâm tính thiện lành, có thể dịch chuyển khí trường của mảnh đất này 1-2 độ. Vì vậy, vấn đề lớn nhất vẫn là nghiệp lực. Không có thần Phật, Chúa Trời nào ban phước cho bạn cả. Tất cả phước phần do bạn tạo tác ở đời quá khứ. Trồng nhiều thu nhiều, trồng ít thu ít là điều không thể cãi bàn. Thần Phật hay Chúa Trời soi sáng con đường của bạn, giúp bạn gia tăng niềm tin vào thiện lành. Phần còn lại do chính bạn dựa vào các pháp môn ấy để nỗ lực chuyển hóa khổ thành an lạc. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.